Ê, Trời ơi, trời ơi. trong Hai con gấu vừa hai bên. luôn. Hết hàng chứ. Hai con hai bên luôn mới ghê chứ. Trời nhà nha. Hôm nay hai anh em mình ra đây là đi câu. Bên thấy có mấy cái ụ á, mấy cái cống á, bên tính mua hàng này, cả nhà ra đây câu thử, câu tôm thử coi có không. Mà từ nãy giờ làm hai cái cá bóng dừa rồi mà câu tôm mình thấy nó im quá nên giờ bên chỉ sang câu cá bóng dừa luôn nha cả nhà. Đấy, cần câu tôm gỡ ra luôn, mình sẽ câu cá bóng dừa luôn, thử coi kết quả nó sẽ ra sao nha. Ôi trời, cá bóng dừa câu này lúc nào mấy anh em mới đủ. Nó cạp nó không buông luôn kìa. Cá bóng dừa đang đạo lắm mấy ơi nè. Trời ơi, xíu à, cái bự đâu không ghê, cái nhỏ không à. Hậu thế rồi, thấy ghê không? Trời ơi, con miếng à. Cái này cái món gì đâu? Không tính, không vừa. Không vừa, không vừa cả nhà. Cái này sao bự, không biết. Đây coi còn con nào ở đây nữa không. Mày thì bự. Ôi, nó bự. Con này bự quá. Có cái phạch luôn ha. Cá bự nha cái nhà. Nó mau bể quá. Con tùng nó ngon hơn ha. Tùng nó dai hơn. Mày bự. Ồ, mập quá nhỉ. Ê ê ê ê. Ê. Đây nè cái nhà. Cái đi làm bộ mát vòng vòng anh em mình cũng vui cơm rồi. Đúng rồi, khô khô tiêu ha. Làm cái nữa coi. Làm cái nữa coi. Trời ơi. Một cái thịt luôn cả nhà ơi. Cái nè. Ở nó bự. Con này chắc bỏ vô ống nha, ống con dừa quá. Thôi vậy cắt cái chai cho nó ra. Dừa. Vô. Cao đạn chạy đó, anh em đủ ăn á. Nhanh 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 hay. Sao ạ, mình chạy à. Một lỗ bốn con luôn cả nhà ơi. Ý trời ơi. Mày cặp vợ chồng với hai đứa con nè. Chắc không còn... phải, mình đang câu, mình nhấp ở con nước á béo, cái hơi tanh á. Nó chạy xuống. Rồi là cái cá nó nghe cứ là nó. Còn nữa hay với hai ơi, còn đục. Đó nè. Nó đã. Mình canh ngay con nước xuống á cái nhà, cái bắt đầu cái hơi tanh của mồi mình nó sẽ đi ngược chồng nó lên, cũng như là anh em mình thường đi đặt á. Nghe cái mùi tanh nó xuống á. Còn nữa không ha. Bỏ xuống mới biết còn nữa không. Ủa quá bự luôn mấy ơi. Trời ơi. Đấy cái gì cái gì. Ủa nó bự. Cá nó không buông ghê thiệt chứ. Cá nó lì. Không phải chết à. Cái chén ra nha. Má luôn. Mập quá. Nó mập. Đó mà làm chừng chục con rồi hai anh em mình mệt dữ lắm luôn á. Đúng rồi luôn. Dí heo còn ngồi cho nó cười ha. Ừ. Không buông luôn mà. Đó, còn còn hay vậy ha. Đó hai ơi. Đó hai ơi. Trời ơi, cắm vừa. Béo. Đó đó đó. Trời ơi. Này cái nhà. Ôi, cắm vừa. Ôi, hết ăn rồi chứ. Hai con nằm chỗ luôn, còn nữa hai nó còn nhúng nhích nữa hai ơi. Nó đi thêm nước. Nhấp nhấp là nó. Ờ, cái con dừa này này bỏ vô chai không vừa rồi. Hai giật ra cái dính luôn. Hai giật sầm á, hai giật ra cho khỏi bếp lá mà mới ăn nè, hai không hay luôn á. Trời ơi trời. Có còn không? Bay luôn mấy ơi. Có luôn. Ê ê ê ê ê. Ngon 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 rồi, ngon rồi, ngon rồi. Con kia em chưa kịp lụm nữa. Không không. Em đang kiểm soát nữa. Đó, nó đi vô rồi hay gì đó. Nó lòi, nó lòi cái cọc về của anh. Mày hả mũi, con nữa. Con nữa hả? Mày hả mày, nằm đó đi cưng. Lâu ngày cùng dây của hai vô. Hai lòi vô khúc luôn. Nhịp 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 nhịp.
Từ phải có tên ta đem nó mới ra. Câu cá không lưới gì mắc cười. Đó, 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 đó. Béo ơi. Đó nữa nè, béo nữa nè. Hay quá hay ơi, bốn con rồi. Ngồi sẽ chịu luôn. Bốn con một lỗ. Nè ơi. Đây, ngồi ở chỗ này không mà được bốn con chà quá luôn. Cái này có nè. Đây nè, đây nữa nè. Hôm nay anh em mình quyết định đi câu tôm thử mà không có dính hay cá ông dừa nó ăn á. Ờ cá ông dừa đã ghê không? Thì hai anh em mình chuyển qua câu cá ông dừa tại mồi hè cá ông dừa, cái này cũng cá trai á, mười mấy 20 con trong đây nè cả nhà. Bây giờ hai anh em mình nhét vô dễ mà bóc ra thì khó. Thôi về nhà đi rồi hai anh em mình sẽ dở ra cho cả nhà xem nha. Bây giờ ở trong chai cái này chỉ có nước mà cắt ra thôi chứ không có lấy được. Không túm có được ha. Không túm có được. Bây giờ về thôi cả nhà, cái cá này hai anh em mặn dễ lắm, có mấy túi đừng bưởi phải không? Chà. Chà lẹ lắm. Thôi về thôi. Rồi. Như đây là ngon rồi. Ơi. Không tin được. Cuộc đi săn coi như là thành công. Quá thành công. Thế cái bọn ban đầu là phải câu tôm. Rồi, về cái nhà rồi này, cái về tới nhà rồi này cả nhà ơi. Đây, đây là chiến lợi phẩm của anh em mình từ sáng giờ, có mấy con này á nhét ở dưới phần đít chai nó hơi trắng trắng này cả nhà, nhưng mà nó vẫn còn ngon. Này chắc cũng được 300 gram ạ. À. Con cá con vừa này cả nhà. Ôi nó đã. Mập thù lù luôn. À, bự ngón tay bên nó nè. Thôi giờ mình sẽ mặn nghe nha cái nhà. Mặn nó rồi làm món ăn cơm thôi. Hồi sáng giờ hai anh em đi, hồi sáng giờ mình tới 2 giờ tư rồi. Bây giờ 2 giờ chiều rồi chứ. Rồi mặn nó thôi cái nhà ơi, quá đã luôn. Vô tình, cái này là vô tình. Tính đi câu tôm mà vô tình dính được cá. Đây, cá cũng vừa của hai anh em mình đã mặn xong rồi nè cả nhà. Được, chắc được chừng 30 con á. Có nhỏ có bự nha. Có con bự nhất kìa. Rồi nó luôn nè. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ chiên nó ăn cơm với nước mắm xài nha cả nhà. Nó bụng quá. Cho mày tí muối với tí bột ngọt chằn vô chiên cho hơi nó bao giòn. Cái này kho gô tiêu thì ngon nhưng mà anh em mình ăn hay ăn cá kho gô tiêu nhiều lắm. Nên hôm nay anh em mình sẽ chiên. Chiên giòn, ăn với nước mắm xài. Cái này vô tình. Đâu sáng này anh em tính là đi ra ngoài câu thử thôi nhưng mà cái hai cái lưỡi câu tôm ở nhà dính hai cá ống dừa mà dịch lên được một con. Rồi là bên la thôi. Bây giờ mình xỏ lấy nhợ câu đó câu cá ống dừa luôn. Rồi canh lại trùng hợp là ngang nước lớn nó béo nên hai anh em câu nước lớn cá ống dừa nó ra khỏi bọng. Đúng là nước rồng mà nó chui vô bọng mà. Không là. Được một dĩa, mười mấy con. Ờ 30 con à. Xài nha cái nhà. Thơm quá. Sắc ăn mới ngon. Xài mà nào nào kia nó mỏng lắm. Nó mềm nữa ha. Ừ. Nó mới giòn. Thế xe lại đã không? Vàng tươi luôn á. Cái này mà chấm ớt hay đâm chấm ớt cay á cái nha. Trời ơi để nó vô. Chấm một cái, ăn miếng lại cho ăn miếng. Này tét nước mắm ruốc cũng chết. Nó ngọt. Nó két chứ mà nó dạng nó ngọt mà nó két két á cái nha. Chua ngọt ngọt ha. Ừ. Đúng hộp rồi. Đúng hộp rồi. Cái này là mình phải dùng vô thêm miếng chanh nữa. Nó mới ngọt. Xài xài này nó không được chua lắm không? Ừ, với lại nó sẽ dịu lại sao đó. Nó thơm lắm. Đó là phải có miếng chanh vô mới ngon. Bây giờ bên sẽ làm nước mắm nha cả nhà. Đây tỏi ớt. Cho miếng nước mắm vô. Đường. Xài này không cho dưỡng nên cho đường ít thôi. Cho nó thêm một miếng chanh. Rồi thêm miếng nữa. Này nửa miếng nè. Chút xíu nữa có gì bên nêm lại nha. Bò nóng quá nó còn la luôn á. Nó hầm quá hầm. Rồi mình sẽ cho nó vào đây nha cả nhà. Cái này trộn trước, trộn để cho cái nước xài nó ra. Món này kích thích lắm nè ha. Chua chua với mắm mà có đâu béo này. Có xài nè. Trời, có thích gì đâu. Chạy đúng miếng miếng thôi à. Trọng lên. Chút xíu nữa nó sẽ ra nước rồi cả nha. Tại xài này, lúc nào Vinh thấy trọng gỏi hay giấy rồi nó cũng ra nước à. Không vô. Nước mắm. Cái này là cũng tám mùi giống như gỏi vậy đó. Nhưng mà mình sẽ làm nó mặn mặn hơn xíu. Chua chua xíu.
với con cá bóng dừa chiên giòn. Làm ăn tô cơm cho tỉnh rồi, nhưng bảo đảm là sẽ hết tô xài. Chào cho cái nhà chiên cá thôi, để cho nó nở liền ha. Cái này thì hơi trống dầu á, nhưng cá sẽ vàng nó ngon hơn. Cóc nè. Nói chứ hai này mình gọi là nhiều khi không hết luôn á. Rồi giảm ga lại ha. Giảm ga lại ha. Đâu mất ga không đâu. Ngọt tướng chiên cá sen quá vô rồi. Ngăn quá à. Tại chứ cho nó vàng hết mình tở á. Cá này mình tở liền nó dễ bị bể lắm. Nóng chứ. Nóng quá. Này tở thành cơm chiều luôn rồi cả nhà ơi. Hết trời cơm buổi sáng của hai anh em mình nè. Đi sáng giờ. Tại mấy con cơm không bằng nè. Nó dị đã mà nó không dính. Anh nhớ dính mấy cái ông dừa không? Dính cái ông dừa không? Có tôm, xuống đó có tôm chắc. Bữa nay anh em mình lấy mua mớ lọc tôm mới ra đó đặt thử. Anh nghĩ là có. Chắc có dính á. Sùng ở nhà mình đi bắt nha. Sùng cả đống. Nó vàng tươi này các bác. Nó vàng dễ ha. Nó nóng chảo rồi chứ mà dễ tóc ra luôn á. Cá bóng dừa chiên bỏ luôn. Sóc chảo luôn ha. Thôi bỏ đi. Có mấy con cá để ăn cơm cho nó ngon. Để dành cái sáng giờ rộng rã anh em tối như đây nè. Tao muốn câu thôi, tao muốn mò. Giờ này mới rớt mưa rồi thôi thua luôn. Này, cho nó vàng xíu nữa nha cả nhà. Mấy anh kia nữa là mình ra chén được rồi. Rồi, gấp ra nha cả nhà. Đã quá. Vàng tươi. Này ướp cái gì mà nó vàng quá vậy? Một ngọt với muối nè. Không có gì nhiều. Ngon lành cả nhà. Thôi, vô ăn cơm thử ơi. Cơm chiều đạm bạc ha béo. Cơm chiều đạm bạc. Giờ cơm chiều luôn rồi. Thôi mời cả nhà ăn cơm cùng hai anh em mình nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Cơm thịt đi vòng vòng hồi sáng giờ cả nhà. Tại vì có một khoảng thời gian là Bin ngồi Bin ghìm mấy con tôm nữa. Nó ghì á. Nên Bin hơi bị buồn nó nên ngồi ghìm nó mới tốn thời gian hơi nhiều. Sao béo? Rồi thành cá ông dừa thì mình khỏi nói rồi. Nó ngọt từ trong nó gọt ra phải không? Đúng rồi. Nhìn bữa xài nó vàng. Làm tước một con đi, người cho nó có gì trong bụng cái tính gì tính. Tính nha. Cá vàng mà thêm xài vàng nữa. Hơi dài em ha. Có, ngay là em có miếng à. Cá hương nó ngọt. Nhưng cái món này thì nhìn món xài thì hơi bị mệt. Xài hết tước cơm à. Làm luôn. Vào là ăn cơm không dính mép nè. Ngồi cái nhà. Nó chua chua, cá nó giòn, nó ngọt nữa. Con vừa lâu quá mà ăn nhanh quá. Nhưng mà mình đi kiếm mình ăn thì nó vui hơn và nó đỡ tốn kém mình hơn. Đúng rồi. Cái cam vừa này cũng 70-80 ngàn một ký chứ không ít đâu nha béo. Thật có con vừa vườn mà ha. Nó mắc quá rồi. Mấy chú đi chặt cũng cực lắm á. Rất giá chứ hả. Mà vô ngay mấy ngày mà gầm ở ngày 13-14 thì cá bự, hoặc là cuối tháng thì cá bự. Còn mấy cá nhỏ mà. Đơn giản, hai anh em mình không nhiều. Nếu bé mình giới con lấy giùm cái bụng đi, cái bụng bên kia, để nhìn cái bụng này. Nó nói chứ hồi nãy tưởng tượng đâu ăn xài ấy nhiều, nhưng mà giờ thấy cái nước nó chua chua nè. Cũng ăn, vừa ăn xót ruột á.
chèn vô. Đùa. Hai thì đừng nói mà vô mấy cái chua chua này xài nè. Má chua vừa vừa thôi nha. Chua quá cũng mạnh lắm á. Cái nhà lá dừa. Lá dừa nhà, cái nhà lá dừa hả? Lá xài của bà nội. Bữa cơm không đồng. Chỉ có mua gạo thôi. Đúng rồi. Em bỏ công thức ra đi rồi tốt nhiêu. Không có tiền. Thế là có biết được mấy món ăn mà độc á. Giới thiệu với mọi người nên phải đi chợ ấy nha. Nó tốn kém thôi, còn này thì anh em mình không có tốn kém gì hết. Mốt đi rau này kia này vô nước ngọt rồi hai anh em mình tầm ra cái nha xem. Rồi rau dư ăn luôn. Nhiều khi mốt hái ra ngoài chợ bán luôn á, bán luôn. Rồi ở trong nhà vườn bảy đang đổ một mớ chậu quá trời luôn. Chậu lớn không á? Mua cái chậu, mua cái khung cái nhà vườn bảy, nhà rảnh vườn bảy đổ á. Nói chậu trời bự bự luôn à. Đó tầm rau. Vô mùa nước ngọt mùa mưa tầm rau cho cái nhà xem. Ngọt khỏi nói luôn. Cái này làm 2-3 tháng nữa. Cái mà hay sợ nhất cho mùa mưa là cái gì không? Tại hai anh em quay mình hỏi vô rồi mùa mưa là cái tiếng là phải nói là hai anh em mình ngồi nói chuyện không nghe luôn. Nhiều khi máy quay cũng không nghe luôn. Hớp nhà tôn này không, nhà lá này thì hai em biết sao chứ mà nghe tiếng á tôi nói là ổng hơn tiếng chó nữa. Mình là thua. Cái mưa nó nhỏ cũng được ha. Nhớ hồi xưa làm trời ơi, mỗi lần trời mưa tôi phải nghỉ ngồi nghỉ mệt luôn á, không biết ăn nữa. Trời mưa nó nổi rồi bụp đại nha béo. Có mấy con cá mà hai anh em ăn hết nữa là yếu lắm luôn á. Hết chứ con cá lại á. Mấy con cá bự này nhai thương không được. Mấy con cá bự nhai thương không được. Cái nhỏ nha hương quá. Cơm này dẻo quá. Cơm hơi dẻo. Cho hai nửa chén thôi. Chút xíu nữa hai anh em ăn cơm xong. Nhưng mà xíu là chiều nay có giao gà nữa nè cả nhà. Giờ hai anh em giao hai con nữa. Mỗi ngày được hai con. Mấy ngày cũng thế này hai anh em giao ngày được 4 con. Hai con. Ngày 19 thôi. Ngày 19 này còn hai con à. Tại vì pin cũng có hai quay mà đăng kênh nhỏ. Đây cũng như giữ là mọi người cũng người biết là pin vẫn bán gà. Còn mỗi lần nướng thì quay hoài thì nó cũng nhiều cái nó cũng không hay. Nên lâu lâu pin sẽ quay. Có đơn hàng lớn hay gì chục con quay sướng rồi biết. Nướng cũng sướng mà quay pin cũng sướng à. Đúng rồi. Sắp hết rồi. Không anh chị ủng hộ nữa, đầu nó mốt nó nướng nhiều vậy. Hay sao? Bình đang có một lần hàng 6 con. Ở Sài Gòn có ảnh có gửi cho chị về cho Bình nướng 2 con rồi gia vị của Bình 2 con. 4 con. 6 con. 6 con. Gia vị của anh 2 con, gia vị của mình 4 con. Đúng rồi. Nhưng mà nhớ bớ nha. Nhớ bớ thôi cay cay. Đúng rồi, đòn lưỡi phải nó cay mới không. Hồi trước là anh em mình nướng không có bớ. Nó chấm của mình là cay nhưng mà mình không có bớ cái nha. Do vậy như khi về có em nhỏ rồi ăn, nó ăn chung chung thì được. Còn mà nướng mà có ớt thì vậy, mấy đứa nhóc ăn không được. Mà ngộ bé ơi, ba ớt đỏ mua ngoài có lúc nó không cay, có lúc nó cay gì đâu luôn á. Như bữa trước anh em mình nướng hai cái bắp giò cho mấy nhóc. Bữa trước hai nhớ hai bỏ cũng 3-4 tái rồi mới nhóc ăn được. Còn lần này sẽ bỏ có 2-3 tái à. Đứa nào nó ăn cao quá trời. Trời ơi mắc quá trời. Hai cây nước ngọt.
Có khi là do tò tại nước ngọt không ta? Nước ngọt rồi xong nó ăn vô. Nhiều khi nó đụng gia vị không? Đụng củ ghiền hay cái gì không? Chắc vậy quá. Mắm tôm củ ghiền rồi quá. Mà cảm giác anh em ăn cũng cay luôn. Ừ, đúng rồi. Mùa hôi nó chảy mà không ra không được. Cái bé con bự mà nghe không nhỏ, ăn có mấy con cá mà không hết nó nghỉ chơi luôn á. Mình hay câu cá vui. Có hai cái khúc mà anh em mình lúc mà chào ở nhà rồi lúc đầu á đi câu tôm thì dính hai con cá nó cũng vừa, nó dính vô hai cái lưỡi luôn mà ghi lên được một con. Ừ. Hai anh em mình thấy bực quá mới chuyển qua câu cá cũng vừa, chứ hai anh em mình tính ra ngoài là mục đích là để gìn mấy con tôm. Tại vì lúc trước ngay cho đó mấy khúc đó quằn nhiều, tôm nhiều. Hình như khúc giữa. Đậu được. Cảm ơn nhiều. Mà chiên nó vàng, nó thơm, nó ngon ghê. Mới chiên ăn liền á bác. Nó còn giòn á. Nó thơm, có mùi gia vị nữa. Ăn từ giờ còn nóng. Lần đầu tiên anh em ăn sạch vậy á. Tính ra làm YouTube mà nhiều khi hai anh em thì có mọi chị lên nó ít quá, nó nghe nó buồn. Rồi nhưng mà cái phương diện còn lại hai anh em mình làm á, do lúc mà thành quả mà anh em mình ít á, nhưng mà vẫn dùng được một bữa cơm. Còn cỡ này mà cả nhà thấy mấy con cá đó mà bốn người là thua rồi. Không ăn được, tại vì nó quá đơn sơ, nó không có ấm lòng được chiến sĩ. Còn này là hai ngày nó no luôn rồi. Hấp miếng này không à. Cái này là nãy đậu gỏi ra, đậu nó mắm tài ra nhà, pin bỏ ra chén nè. Sợ chế về hết cái nước ra nhiều cái cá nó thấm mà hôm nay mang không kịp, nó mềm. Nó mềm nó không ngon. Còn mà để ấy nó còn thơm thơm rất ngon. Thôi tạm biệt cả nhà nha. Một ngày đi câu hơi bị thành công. Cái đó mà mình kêu đặt con cá vừa đặt mà có lợp. Kiếm được con nào nó mệt lắm á. Cá là hơi nhiều luôn á.